nàng là nữ nhi duy nhất của chu cao hú nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo thông minh có kết cấu có tình cảm gia đình khi chu chim cơ mang theo 10 vạn đại quân bảo vệ nhạc an châu nàng chính là hy vọng của phụ vương nàng mang theo kỳ vọng của phụ vương mang theo cháu trai hai tháng chạy trốn đến dân gian ở dân gian nàng mở ra những năm tháng dài dằn dặt thoải mái phập phồng mở ra một con đường làm giàu vui vẻ làm việc thiện chương một xuất chiến trước giờ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Xuất chinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Mưu đồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Trốn đi trước giờ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Trốn đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đầu trâu trang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Xuyên sai áo cưới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Đâm lao phải theo lao Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Tân nương dung mạo ra lộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Mới quen Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét